Chào cả nhà, hôm nay Nhung Hà xuống nhà chị Vinh chơi. À, có mấy em thỏ. Trời ơi, là lên đây mình thích cho mấy em thỏ ăn cả nhà. Vinh cho lại quá chừng nào là hả cái này dưa leo nè, với lại cải kheo nè, cái này gì lùm la trong đây, hồi bí ngòi nè, xà lách nè, mình về mình trồng cả nhà ơi. Trong đây củ dền nữa nè, đó vợ chồng thỏ thì ăn mớ rau nè, cải kheo mình cho thỏ thì ăn đó, đây đó, ăn ngon ha. Mỗi lần lên là có quà rau nha. Rồi ăn thấy thương luôn à. Mắt nó đẹp quá trời ngồi. Đẹp gái quá trời luôn à nhỏ ơi. Đó. Yummy ha. Ăn thấy thương gì đâu luôn á. Mỗi lần lên mình thích cho nó ăn rau. Mình cũng muốn nuôi thỏ cả nhà ơi. Chị kêu mà cả nhà. Thơm quá. Quá ngon luôn. Ơi chị sợ đói chị làm dĩa cơm này cả nhà ơi, cảm ơn chị coi cả nhà xem, bị dị bị ứng dị ứng. Trời ơi trời, em mình không biết giờ nào mình bị dị ứng đâu cả nhà, nên là hả thấy chị dị ứng cái cầu nguyện thôi, đừng có cho đừng 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 con đừng cho con đừng có bị cho dị cho đừng dị ứng, không cho biết con khi đừng nào sợ mình mới bị, không dị hiểu sao cái dị ứng. Mình ứng. sống ở Mỹ khoảng 8 năm mà mình bị, Em trai còn em ở Nhật cũng bị đó, tiện nó cũng bị đó, còn má chị mời má cả nhà ăn cơm. chị ăn rồi, chị mới ăn xong dọn vườn. Chị sợ em đói rồi chút nữa quay phim hái dâu em hái không nổi, vô chị bếp miếng cơm ăn ở nhà mình làm qua loa, xào thịt rồi xào Ô cái trứng này thôi đó. xào với cà chua với gì mà đỏ đỏ rồi chị? Ăn thử chưa? Ăn rồi, em thấy có mùi cà chua cái gì nữa? Cà rốt, Cà rốt hả? hành tây, hẹ. Ăn cơm xuống Ăn cơm. xuống nhà, cái mình đang vất vả khiêng làm vườn, Nhung Hà vô phụ tí, xong sợ sợ em ấy đói bụng làm cho em ấy dĩa cơm, xong chuẩn bị vô phim hái dâu tây, vườn có gì hái đó, vườn nhà Vinh Nguyễn Thị nha, nó không có được tươm tất nhưng mà có thứ để hái rồi, mẹ bỉm sữa mà không có giờ, Trời ơi, ai có con nhỏ mới hiểu được cái vô tới nhà là bận rộn. nó bu nó đòi. Nó lại chị mới vô nhà cái lời cái rồi xong không biết chị có đi ra được hay không nữa. Nó bu cứng ngắc rồi, chị phải làm đồ ăn cho nó, chị để sẵn quăng nó cho ăn. Chị nói chút nữa là mẹ vô mẹ cho bú, cái nó chịu, nó kêu ơ nó ăn ếch, nó ăn trứng, tí mẹ vô cho nó bú, Rồi, giỏi hứa không? nó là nó chịu, ngày nào cũng đi ra vườn hứa hoài, nó chút mẹ vô chút mẹ vô hoài, nó đợi nó quen rồi. Ơi, hồi xưa em có con nhỏ. Mỗi lần mà khách vô á, thầy công nhận cũng cảm ơn những người khách hồi đó cũng đợi em á chị. Họ thấy mình có con nhỏ họ cũng ngồi đợi á, đợi lâu á, cho con bú á, cũng đợi lâu rồi nha. Tại 1 tuổi là mình bắt đầu làm lại á, mà làm trong nhà chồng luôn á, cái khách họ vô thấy con nhỏ Ăn cũng được hả? ngon ngon. Chị nấu xong chị ăn hay chưa chả nhớ, nấu cho mấy đứa ăn nhúng lên đây, đồ ăn gì của chị múc cho nó ăn nó cũng ngon, chị không biết nó ngon thiệt không, ngon hả, ngon thiệt Ngon, không, hợp khẩu vị hợp hả. khẩu vị. Ăn rồi mấy cái đồ ăn thôi còn cơm chưa lại, chị không biết em ăn bao nhiêu, chị bới thừa ra để chừa lại để cho chim nó ăn, Thọ ăn được không? thỏ nó ăn rau quen rồi, nó ăn cơm vô mất công rồi nó đi không được. Wow. Chào các bạn, mình đi hái dâu. Ồ, Nhung Hà tới các bạn ơi. Em khiến gì tới vậy? Nặng quá, nặng quá mọi người ơi. Em hái gì quá chừng vậy? Tặng tặng chị rau củ Trời vườn ơi, nhà. nãy giờ bới cơm cho Ôi. em ngồi ăn xong em cắt ở trong xe, bây giờ mới thấy em hái quá chừng cái gì đó em. Tỏi ngò Tỏi. voi hả? Tỏi. Tỏi Tỏi của cô mà nó bự vậy đó. Costco. Trời ơi, để chị cắt chị bỏ đầu giường chị hửa cho nó thông mũi nha. Quá Về chừng cho luôn. ông xã chị ông chạy luôn Đây. Cái gì? Bông cải nè, cải khoai tím tây mini nè. sa Trời ơi, bí ngòi nhà em có rồi, nhà chị còn chưa thu nữa. Này chưa chưa tây thu đợt nào mà Nhung trồng giỏi chứ nè các cây bạn, bông cải này là trên trên farm đồ trên trên cho ô chủ đã quá à. cho ông mớ Cho chị đó hả? dạ Quá chừng bí ngòi sao đó? Hôm nay nó nhỏ nó eo đẹp quá vậy hả? Hôm nay có eo đẹp quá tại vì anh thấy nó
nó đang nhỏ nhỏ mà em thấy người Mỹ họ thích ăn nhỏ nhỏ nên thôi, cảm em hái thử. Lên đây vô hái dâu tây với chị đi, chị đang tìm dâu tây hái. Hôm nay dâu tây nó ít trái nhưng mà đi hái dâu tây các bạn ơi, tại ngày hôm qua mình mới thu hoạch xong á. Hôm nay Nhung lên rủ đi móc đi thôi. Cảm ơn em nha. Dạ không có chi. Yeah, đẹp quá. Trời ơi, rau củ nhà em trồng nó nặng, cái này cũng 10 kg. Đưa đưa em đi. 10 kg. Cảm ơn em. Rồi, hôm nay đi vô vườn mốt vô tay, tại vô tay giờ còn gì hái đó nha các bạn. Thôi đi vô đây. Đi. Đây nè. Vô tay cắn nhiều lắm đó. Nhiều lắm mà ngày hôm qua hái hết rồi, giờ không còn thế nào. Đây. Đây chậm. Thơm quá. Cách chị ơi. Rồi, đây nè. Ra từ đầu đường này thử có gì không? Đây đây đây. Đây. Trời ơi, cô gái vùng núi xuống đây hái dâu tây mini. Trời ơi, dâu tây vườn bên kia nhiều hơn. Công nhận nha. Cái khi nào mà cái lá nó tốt là cái cái trái nó nhỏ. Còn khi mà cái lá nó nhỏ thì bên kia bên vườn kia trái của chị nó cằn cỗi. Cái gì đó, cái lá cằn cỗi trái bự. Bụi trắng luôn ha. Đây. Cái dâu tây trắng nè. Trời ơi, vô rổ nha. Thơm quá. Trời ơi, cô gái vùng núi xuống vườn dâu mini hái. Đây trái nè chị ơi. Trời ơi, hái dọc cũng có dâu chấm ớt. Chính nó chỗ nào mà thơm đây. Dâu này là dâu thơm. Nó thơm quá chừng luôn. Dâu thơm. Đi cái xuống mở cái cánh cửa ra là thơm bát ngát luôn. Trời ơi, dâu tím nó đâu thơm quá. Tại vì cái trái của nó nhỏ nhưng mà nó gọi là dâu thơm đó, em nhớ không được trước. Cái loại dâu mà màu trắng đó em nhớ không? Nửa trắng nửa đỏ nhớ không? Thơm. Nó thơm nhưng mà nó trái nhỏ em che đó. Chị vẫn còn trong vườn vậy nên nó lai tùm lum hết. Em che đúng rồi em nhớ. Mà nó thơm. Con nhận nó thơm thiệt á. Ở làm vườn là ăn rồi dắp cái biết. Cái này đẹp quá, bỏ nó lên cho bà xin hết ăn. Bên vườn cũ của chị dâu bự hơn, hái ở đây mót đi rồi qua bên vườn cũ hái dâu bự. Ở nhà Nhung Hà chưa có dâu tây trắng mọi người ơi, lên đây được hái dâu tây trắng nhà chị nè, thơm quá. Nó thơm. Chút thơm. Ăn không nó ngon mà chấm với muối, muối Tây Ninh nó ngon lắm em. Tí nữa mình chấm thử. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ rồi nè. Thơm. Thơm lắm. Ồ. Đây chị ơi, dâu tây trắng thơm lắm. Trời ơi, thơm ha. Dâu này nó nhỏ mà muốn trồng dâu bự nó giòn nhưng mà nó không thơm. Nó không thơm bằng dâu này. Dâu này là thơm quá chừng thơm. Dâu tây trắng nè. Chính nó thơm lắm. Này này. Quá chừng. Trời ơi, bữa hôm hồi xưa em mua hai cây này em cũng về trồng được không vậy. Nó chưa chín nó đang còn xanh. Con sen á. Con sen nó ăn mất một trái chín rồi. Ủa ha, thơm quá mà. Đó, thơm, dâu thơm lắm. Trời ơi, hôm nay cái mặt của em có trắng hơn dâu tây luôn. Nè, hái, hai chị em hái. Hái quá trời. Ủa? Chị hái chị. Hai cá. Rồi, 1 2 3. Quả dâu. Nhìn giống hột ngọc ha. Nó tròn như chó. Nè. Nó trắng mà hồng hồng à nha, nó thơm lắm. Thơm, tí rửa rồi chấm với ớt ha. Thơm. Thôi, đi hái đây cũng thú vị mà. Dâu này cũng vui mà. Mà khôn lắm, cái nào ngon là ba bụt liền. Em trái này ngon nè em. Trời ơi, chán luôn. Chị, em phát hiện ra một trái rất là to luôn. Nè, rồi em hái đi. Thấy chưa, bự luôn. Ôi, màu đẹp, đẹp quá. Còn nữa không? Đấy, còn. Quá, quá chân nè. Đây nè. Trời ơi, chị hái bị sót trời. Ừ, chị đâu có hái hết đâu. Giống như hái đại khái vậy thôi. Rồi con nó khóc là chị chạy rồi. Đây nè, quá chân bên này nè. Ôi, bị con gì nó ăn hết trơn. Bà xì lớp là thấy bà mấy cái nhất nhất là biết bà rồi đó. Cũng có trái để cho mình ăn. Ủa, bị con gì ăn rồi. Hái để cho anh Thỏ. Hái cho anh Thỏ tí anh Thỏ ăn. Mùi nó thơm. Đây. Bà cho chị Thỏ ăn. Nè. Trời ơi, cái này bự vậy. Đã quá rồi nhà ơi.
Ồ, nó đại ca nhất luôn nè chị. Ừ, xuống ở dưới vườn cũ á, nhiều trái bự lắm. Cái vườn mới này thì trái ít hơn. À, cô Nhung núi xuống. Cho con nè. Cho thỏ, có chừng trăng cắn tay em đó. Đó, một con. Đây đây, của con bên đây nè, bây giờ con ăn cái này đi. Nè, thỏ đen, thỏ đen. Em ơi. Em xích vào thị. Em ơi. Em ơi, nè 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 nè. Chị cho nè. Em là hàm ăn salad, hàm ăn rau. Nè. Đây nè, chị cho bên đây nè, nè 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 nè. Đó. Ăn dâu đi, ăn dâu đi. Trời ơi, con. Em thỏ nhà mình nè các bạn, không kén chọn cái gì hết. Cho gì cũng ăn hết, dễ thương hết. Giỏi luôn nè, chị nè. Con ăn hết thương quá. Con chưa. Mắt đẹp quá. Con có thích đẹp lái quá. Màu trắng không? Cho ăn màu trắng. Màu trắng thơm lắm. Thơm, thích lắm. Nó thích. Dâu thơm, nó thích dâu thơm hơn là dâu giòn. Trời. Ủa, thương quá hả? Bị ăn thấy ghét không? Ôi, mắt đẹp quá, đẹp luôn. Đó. Mình thấy thỏ thường chắc mình muốn mua, em chắc mua thỏ về nuôi hơn nuôi gà quá nha. Nuôi thỏ. Nuôi gà thì được ăn trứng. Nó thích ăn rau, nuôi gà mình trứng thì nuôi, chị nuôi gà thử rồi. Chị không có hợp chăm sóc gà. Cái mùi phân đó mà chị không. Ủa, nó cũng ăn cộng luôn hả? Nó ăn chứ. Đây đừng có danh con đây nè, cho con trái này đó. Giờ đã chưa? Úi là thơm hay con, thấy cái con trái này mình. Này, cho cái trái này mình. Này đó, ăn đi. Đó, cái trái này nè. Không phải tay của cô, bên đây nè. Đừng có bỏ tay vô, cái để tự đó. Nó tìm nó, mình bỏ tay vô là nó hửi tay mình. Trời ơi, cô núi ít bữa nữa mua hai con thỏ về nuôi quá chừng đồ ăn. Thơm quá. Đi. Các bạn ơi, vô đây hai nhổ củ cải đỏ nè. Củ cải đỏ quá chừng đây. À, mình gieo đại đi, nó lên thì nhổ. Đó, nhông nhổ đi em. Quá chừng luôn. Ui, củ bự bên đây nè. Đây nữa nè, đây nữa nè. Quá là màu tím à chị ơi. À, có gì hái đó. Ơi, nhổ cái bà này để cho cái bà ớt bà lên nè, từng nghĩa bà ớt chưa? Đó, em thích củ cải tím thì hái về. Vậy làm gì ăn vậy em? Trời ơi, chị nấu canh rồi xào thịt bò đúng không chị? Ờ, vậy hả? Ừ. Chị trồng mà chị không biết ăn thế nào, chị toàn ăn sống. Nào, bữa nào lên nhà em nấu thử cho chị ăn phơi thử nha. Dạ. Trời ơi, năm nay chị Vinh trồng củ bự ghê không? Mọi năm là chị trồng hơi dài tí xíu, năm nay chị trồng thưa trộn củ nè. Dài lắm, chị nhổ bớt rồi đó. Ủa thế hả? Chị thu mấy đợt rồi cho nên nó thưa đó. Hèn chi thấy nó thưa, thưa hơn nào, thấy cái củ nó bự hơn. Có màu tím này đẹp quá ha. Trời ơi, cái củ bự quá. Quá, củ này đẹp quá. Có cái chim nó thấy ngọt quá, nó tới nó mổ em ơi. Này chỗ này nè, chim hay sóc gì nó tới nó ăn. Thấy chưa, nó ngọt quá. Ừ, nó ngon đó chị. Ừ, nó ngọt quá. Nó ngọt. Wow, em bé bé. Trời ơi, đã chứ. Ui. Ờ, ghê chứ. Dữ quá. Nhổ đi. Mà nó nhọn nhọn đẹp ha. Đẹp quá. Ừ. Chị, trên chị chủ của em á, trồng một cái loại gì gọi là rat tail ra được là cũng dạng họ cải xong rồi họ để cho nó lên bông vậy nè. Xong rồi cái bông nó ra trái, xong rồi họ lấy cả cái trái đó họ xào, rồi cái mùi của cái đó là y như là cái củ cải luôn. Ờ, đã vậy. Ờ. Bữa nào á em gửi cả cái đường link đó chị mua về chị mình trồng ha. Mình thấy chị quản lý chị trồng á, mình thấy lạ lạ, mình thấy cũng ok, chắc mình lên mạng á mình order về và hai chị em mình trồng. Ừ. Cái giống gì lạ lạ là khoái vậy nha. Nhổ đi em, đây củ bự nè. Wow, cái củ này nó chặt. Wow. Nó chặt quá. Chặt cứng vậy mà củ cũng bự quá ha. Oh. Em thì gieo nó hơi thưa. Nhà chăm con cho nên nó chen nhau nó sống cũng bự. Ủa, chen nhau vậy chứ mà cũng bự quá trời nè. Wow. Wow. Cái này nhìn em tươi tắn quá vậy ta. Mới đi làm về hả? Hôm nay được nghỉ. Ờ, à, được hôm nghỉ nay hả? Được nghỉ. Để hai chỗ này nè. Rồi cái đất của chị tốt ghê ha. Ừ, chị à, chưa có bón phân đó. Ờ, sang năm đợt trước là nó hưởng phân của mấy cái ớt thôi đó. Chị chưa có rải phân cho củ cải mà đất nó không mà nó bự vậy đó. Ủa, củ bự ghê luôn. Ủa, có cái củ cải trắng đó chị. Ừ, củ cải trắng. Tự nhiên lọt cái đâu bà cải trắng. Chắc đấy. Người ta bỏ hột giống vô, người ta bỏ lộn vô đó. Để cho bà vô đây cho đẹp đó. Đẹp chứ. Đẹp. Cái củ này bị mình đây. Đó. Chị là ba ăn đó chị. Nhổ đi. Đây. Một, em hai, ba, đứng, nhổ. Đứng lên nhổ bụi nha. Một, hai, ba. Wow. Cả bụi luôn. Quá chừng rồi. Một công nhận nhất cái đất của chị tốt, nó đen thui rồi nè. Này, cái đó chưa bỏ phân mà nó bự vậy đó em. Ồ, là chị trồng cho nó hút đất
khi nào nó ốm trái chị mới bỏ phân. Đó, đâu có tốn phân nhiều đâu. Chị bón phân mấy cái gốc ớt, bốn gốc ớt thôi mà nó vậy đó. Ờ, quá chừng. Vậy đầy rồi, đầy rồi, đầy quá trời luôn. Nhung nó đang rửa mấy cái củ này cho nó sạch đẹp để nó lên rổ. Đây các bạn ơi, à, hồi nãy thì cái rổ bự là đang hái bên video của Nhung Hà, xong rồi cái máy Nhung Hà hết pin mới chạy đi vô sạc. Nên là cái rổ này hai chị em mình hái bên kênh chị Vinh Nguyệt Thị Cuộc Sống Mỹ, mời cả nhà đón xem với kênh chị Vinh Nguyệt Thị Cuộc Sống Mỹ nha cả nhà. Bây giờ đổ chung vô hai chị em mình ăn tiệc dâu tay bên kênh Nhung Hà Cuộc Sống Vùng Núi ở Mỹ. Dạ. Đó, đổ vô. Đó, quá đẹp, quá hấp dẫn quá. Rồi bọc cầm hai mâm luôn củ cải. Rồi, thử củ cải thế nào. Chị thích lấy củ nhọn nhọn hay lấy củ bự? Củ này nó bự, củ này nó nhọn. Ừ, củ này giống trái tim. Đẹp quá ha. Đây. Chùi chùi đi, mời các bạn ăn thử củ cải vườn Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ trồng, thử nó có ngọt hay nó hăng. Mình thích hăng lắm các bạn. Mình á, mình sợ hăng. Mình sợ hăng lắm cả nhà. Các bạn ăn củ cải trồng cả 2 tháng rưỡi 3 tháng. Đó, thế mình nói đúng mà, phải mấy tháng mới được thu củ cải với bộ đó mà cả nhà. Ngọt mà nó hăng hăng ngon. Giòn ha. Chấm muối thử em. Chấm muối ngon. Chấm muối thử. Nãy mình ăn dâu tây rồi, bên kênh chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ rồi nha. Mời cả nhà đón xem ở bên video của chị Vinh nha. Ngon. Rồi em ăn củ cải bên đây. Ăn dâu tây bên đây luôn. Hăng ngon. Wow. Cay à? Cay mà ngon chứ. Củ đó em biết nó bị sốt. À thôi ngon ngon. Em thấy nó hơi ngon. Cũng sốt cũng được mà nó không có không đánh nổi, nó vẫn giòn, nó giòn bên ngoài ngon. Chị là thích cái hăng. Bởi vậy bữa hôm mình nhổ cái củ thì củ kiều á, đang còn non đâu hăng đâu. Anh ơi, em ơi, thì làm non không thấy hăng, không thấy đỏ gì hết. Củ kiều chị thích ăn sống mà em nhổ sớm á, còn non. Bởi vậy nó bự chảng nó, phải cắt lại nó nhỏ. Em tưởng là em trồng được bự ai vậy, không phải chị ơi, cho em thu non. Ngon quá. Ngon quá. Cái lá này nấu canh tôm được hả? Được hả? Bây giờ là cải xong rồi, bây giờ thử ăn dâu. Dâu. Hồi nãy ăn dâu á, kem này. Ôi nó ngon. Chị sẽ cho miếng kem màu đỏ nữa. Màu đỏ qua qua màu đỏ với kem. Màu đỏ với kem quá hợp. Hơi mạnh tay. Mời cả nhà. À nhà không cả. Đó sao đó chị. Đấy là chị nói em béo ngon thôi. Nó ăn lúc nào cũng kêu béo ngon, sau rồi quay lại chắc mình tăng ký quá cả nhà ơi. Này, ăn đi. Ta nói cái miệng á, muốn ăn nó dữ lắm mà nhiều lúc phải kiềm lại cả nhà, tại vì cái mặt nó ú nu quá rồi. Cứ béo ngon sau đó mình tăng mấy ký quá cả nhà ơi. Ôi em chấm cái dâu này với nè. Dâu này với muối ăn đã hả? Ừ, ngon. Thích ăn hoài luôn á. Bị nghiền á. Nó làm sao á, nó hợp, nó hợp 100% luôn á. Ngon thiệt đó. Đã hả? Wow. Hồi nãy ăn bên kia rồi mà bên đây giờ ăn nó bị nghiêng. Trái chín nó chấm vàng đã nữa. Nó làm sao á, thánh vô trong cái lưỡi mình mà nó thơm mà nó ngon, giống như mà mình kiểu ăn quả thơm quả dứa mà chấm với muối á, mà nó thơm mà giống vậy không? Nó khác, nó khác quả dứa mà nó sao cũng có cái mùi thơm thơm, nói chung là ăn nó vô với mày cái vị thơm nó ngấm vô trong lưỡi liền vậy nó đó, nó tan tan ra nữa. Nó tan tan ra rồi nó nuốt từ từ cái mình thấy nó ngon, nó ngon từng cái nuốt cho đến từng cái nhai luôn. Chứ không phải là mới cắn vô ngon rồi nhai thôi, mà nó ngon, ngon cả người luôn. Ngon thiệt. Ngon ha. Phát hiện ra cái món này ngon. Phát hiện ra cái dâu tây chấm với muối Tây Ninh ngon. Ngon thiệt. Cảm ơn làm muối, cảm ơn người làm muối Tây Ninh. Nó có mấy trái chín á. Cầm nguyên chùm chấm.
đào quá. Bên trên mình chưa chín, xuống chị chín trước cả nhà đó. Mình được có hai thùng mà ở mấy trái rồi. Trồng được nhiều gì đâu. Trồng nhiều lên thì nó nhiều, và nhiều thì nó không được trồng những thứ khác. Đây. Vườn chị Vinh rộng, vườn của Nhung Hải ở thôn, không đủ, không đủ trồng. Mà trên nào. Em cảnh đẹp, trên em. Tại có cái núi rừng núi ở nhà. Có cái núi. Chứ thực ra vườn nhà Nhung Hải không có rộng bằng vườn nhà chị Vinh đâu, vườn nhà chị Vinh rộng bao la. Nhiều chưa, chỗ chưa có chỗ canh, chưa có thời gian để canh tác cho nó tốt. Ừ. Tại bận con nhỏ quá chưa có giờ. Từ từ các bạn, từ từ nha, đợi mình nha. Châu nè, chị cho củ cải quá trời rồi, bê về thôi. Bye tạm bye các bạn. Chúc các bạn bên kênh Nhung Hà xem video vui vẻ. Tặng cho kênh Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ để Nhung Hà có nhiều động lực ra nhiều video cho các bạn xem. Cô gái vùng núi dễ thương. Tạm biệt các bạn, tạm biệt cả nhà. Hẹn video sau. Cảm ơn cả nhà.